Không biết là quý vị và các bạn có thích tranh thủy mặc không? Tôi thì rất là thích, bởi vì tranh thủy mặc có thiên nhiên hùng vĩ, có một nền đất trời, thác nước, núi non, nó thơ mộng, nó gây cho ta một cái cảm giác gì đấy xa xăm khi nghĩ về cuộc đời, khi nghĩ về số phận con người. Bức tranh này có một người nam nhân. Có khi anh chàng ta đang đi qua vùng đất này, ăn mặc theo lối cổ trang, một cái gì đó bí hiểm. Ai đó có thể đặt bản thân mình vào chính vị ấy. Một mình ta giữa đất trời bao la. Bức tranh thứ hai, tông chủ đạo vẫn là màu tím. Có những thác nước, xa xa là những ngọn núi rất là hùng vĩ. Các bạn hãy nhìn đi, nó gây một cái gì đấy thanh thản, nhẹ nhàng trong tâm hồn chúng ta. Hình như cuộc sống bon chen, chúng ta cần những khung cảnh như thế này, cần những nơi sống như thế này. Và hình như chúng ta nhìn những phong cảnh như thế này để nuôi dưỡng, để thư giãn tâm hồn chúng ta đấy các bạn ạ. Bức tranh này, chúng ta nhìn thấy nhiều thác nước, tông màu tím chủ đạo. Và ở đây có cảm giác rằng chúng ta muốn dựng một ngôi nhà bằng gỗ ở phía bên kia để chúng ta sống ở đây. Một cuộc đời sống thần tiên làm cho tâm hồn rất là sảng khoái khi ngắm nhìn những bức tranh như thế này. Các bạn nhìn đi, ở đây nước non, núi non, rất là đẹp và vắng vẻ. Nhiều khi mệt mỏi, chúng ta chỉ cần đến những nơi như thế này để sống thôi. Còn đây là một bức tranh, tông màu chủ đạo của nó là màu xanh đen, hay nói theo cách khác, đây là màu lam, đấy, xanh lam, nhiều mây trời, núi non trùng điệp. Còn đây thì vẫn là màu xanh lam và với màu đen, một thác nước hùng vĩ. Xa xa chúng ta nhìn thấy tầng tầng lớp lớp, hình như là dòng suối ấy, những ngọn núi ấy, nó mang cái gì đấy xa xăm, mơ hồ, mơ ước cho con người. Còn đây thì thực tế hơn một chút, một ngôi nhà bằng gỗ, một cô bé, có vẻ là nhà cô ấy sống ở đây. Chúng ta nhìn thấy núi non hùng vĩ này, thác nước này, cây cối, hoa hòe, chim chóc, bướm lượn. Và ở đây có vẻ rất yên tĩnh để sống một cuộc sống an nhiên tự tại. Đây cũng gần giống như vậy, một thác nước, tranh vẽ cơ bản, có những bông hoa. Ở đây có ngôi nhà làm theo kiểu nhà gỗ, nhưng mà có vẻ là có hai tầng. Một cuộc sống tuy rằng đơn sơ, nhưng có vẻ cũng khá êm ấm và đầy đủ. Ở đây cũng tương tự, có một cô bé với mái tóc đen dài đang nhìn về phía ngôi nhà. Có vẻ là chúng ta hãy đoán được, đoán cơ bản, cô bé này nhà của cô ấy chăng? Có thể là đang nhìn một nhà nào đó. Nhưng dù sao phong cảnh này cũng đẹp và nên thơ. Vẫn là lối kiến trúc như vậy, một ngôi nhà mà có dòng suối bao quanh. Một cô bé đang đứng nhìn về phía ngôi nhà của mình. Và xa xa chúng ta nhìn thấy những thác nước tầng tầng lớp lớp, rất đẹp, đẹp mỹ miều lung linh luôn, rất là nên thơ trữ tình. Ở đây chúng ta quay lại với tranh thủy mặc, với lối vẽ như ban đầu. Xa xa nhìn thấy một chùa tháp gì đấy, có một vị cô nương đang đứng ở đây, có vẻ đang ngắm hoa, ngắm núi, ngắm nước chăng? Ở đây thì có vẻ là những anh chàng nam nhân thì lại thích những cô gái như thế này, thần tiên, đẹp gái gì đấy, nó cũng mang lại cho chúng ta những điều mơ ước. Còn đây là một cô bé ăn mặc thì có vẻ là hiện đại nhưng lại biết bay, như vậy là lại mơ ước tiếp theo.
Cô bé ấy bay lên với chân trần, tóc bồng bềnh, phía trên thì có những đàn chim, xa xa là những ngọn núi và thác nước hùng vĩ. Một cây gì đấy cong queo, một cái cầu đi lại. Nhìn phong cảnh này thì tất nhiên là đáng sống lắm rồi, đáng mơ ước. Có cả nữ nhân thì chắc chắn nam nhân sẽ thích bức tranh này hơn. Ở đây chúng ta nhìn thấy một cô tiên, xa xa thì nhìn thấy màu đen đen thôi. Cô gái ấy tóc rất dài và có cả đôi cánh. Một thác nước, tông màu chủ đạo là màu mực đen cộng với một chút là sáng hồng. Một ngôi nhà dựng ngay giữa con suối ở phía trên. Núi non trùng điệp, rất là nên thơ và trữ tình. Ở đây là một cô gái có vẻ đang đu một cái dây, đang nhìn phía xa xăm nào đó. Chúng ta hãy nhìn thử xem những ngọn núi này đang ẩn hiện trong sương mờ ảo. Khi nhìn chúng ta có cảm giác muốn ngồi ở đây để ngắm cảnh này và muốn sống ở đây. Còn đây là một bức tranh theo tôi là toàn mỹ. Tại sao là như vậy? Những ngọn núi rất nhiều rất nhiều, sương mờ, những thác nước, cây cỏ, ngôi nhà tuyệt vời hùng vĩ. Chúng ta có thể nói bức tranh này hùng vĩ, đẹp thật, tiên cảnh thật. Cảm giác nhìn vào tâm hồn nó sảng khoái, nó làm cho ta cảm giác như trẻ lại, muốn buông bỏ tất cả để sống ở nơi này, ít nhất là bay qua nơi này, đứng ngắm cảnh ở nơi này. Thật là sảng khoái khi nhìn bức tranh này. Đẹp quá các bạn ạ. Mỹ miều, thiên nhiên hùng vĩ, đẹp thật, đẹp thật. Bức tranh này cũng thế, có thêm màu vàng và màu hồng. Bên cạnh đó còn có ngôi nhà. Chúng ta nhìn thấy một người nam nhân đi ngựa ở phía bên tay phải đây này, cạnh ngôi nhà đây này. Và xa xa còn có những người nữ nhân đang đứng. Còn phía trên cầu thì có hai người đang đứng nhìn về phía bên này. Một khung cảnh rất là hùng vĩ, với núi non trùng điệp, với những làn mây mờ che khuất, mập mờ trong sương. Khi nhìn những bức tranh này tuyệt vời, thật là sảng khoái và thư giãn. Tiếp theo bức tranh này thì sao? Chúng ta nhìn thấy một khóm vàng mọc ở trên các mỏm đá. Một ngôi nhà. Ngôi nhà này không phải là chùa tháp. Có cảm giác như là hình như là có một người sống ở đây, phía bên tay phải này. Và bên kia thì cũng có những ngôi nhà khác. Như vậy là hai ba ngôi nhà. Ở đây thì những người bạn, họ về đây sống với nhau chăng? Xa xa là những ngọn núi mập mờ trong sương, đàn chim hùng vĩ, hùng vĩ, thật là hùng vĩ, đẹp thật, mát mẻ và sảng khoái thật. Còn đây thì lại cũng như vậy luôn. Thác nước, một cô nương đang làm gì đấy ở phía giữa màn hình đây này, phần sát phía dưới đây này các bạn này. Hình như cô ấy đang hái rau hay lấy cái gì đấy. Ở đây có những ngôi chùa tháp, có vẻ đây là những vị tu tiên họ sống ở đây chăng. Những cây cối, những ngọn núi rất là đẹp, hùng vĩ, với cách vẽ là rất là đơn giản, mộc mạc, nhưng mà toát lên cái vẻ thanh đạm, cái vẻ cao cả, cái vẻ hùng vĩ của núi non. Và đặc biệt có cảm giác là những người tu tiên họ sống những nơi như thế này. Đây lại là một bức tranh nữa như vậy. Ở đây chúng ta thấy không chỉ là tam xoa đâu, mà tứ xoa, ngũ xoa, lục xoa, tức là 6 dòng nước, 7 dòng nước, 8 dòng nước tụ họp lại ở cái con suối này. Chúng ta nhìn này, phía bên tay phải có một dòng suối tạo thành một dòng thác đi xuống cao nhất này. Tiếp theo thứ hai là một dòng thác ở giữa chảy xuống. Và ở ngay sát cái ngôi chùa tháp này có một dòng suối chảy ra. Và cuối cùng hai bên này, tính ra là ở đây là có 5-6 dòng các bạn ạ. Và nhìn thấy một dòng thác ở trên cao nhất
ở ngọn núi đen đen trước mặt đây. Khi nhìn, ta cảm giác được thư giãn toàn diện, và có cảm giác chúng ta ngồi đây mà ngắm cảnh thì không biết ngày về nữa, cứ muốn ở lại đây mãi thôi. Đây là một bức tranh thủy mặc, đơn sơ là chỉ có màu đen với màu trắng thôi. Nhưng đặc biệt ở đây chúng ta nhìn thấy ở đây có 4-5 người đang đứng ngắm cảnh đây này. Một khung cảnh núi non hùng vĩ. Khi mà đứng ở đây thì cảm giác không có nóng các bạn ạ. Không hề nóng, làm sao mà nóng được. Mịt mù trong sương như thế này, lại dòng nước nó trôi từ trên, nó chảy từ trên xuống, nó tung khói ra mù mịt, lúc nào cũng hơi ẩm 90-100% như thế này, mát cả ngày, không có chuyện là nóng. Thật là sảng khoái.